bà điểm xua vào chỗ này sọc sọc bái ba việc thua được nè, việc thua được nè, ai bà xong cái việc mà này, tao kia nhỉ. cái nhà đuôi vô bẹp bọ cho người chọn đi giờ là nữ lên nữa cho vào rôm chết à tôi khơi nhờ lo chết nè dạng ế lên cái xa là tẹo tông rừng tế chia xa là tẹo tông nâng mê đừng nòm bạch cá bàn tay ngay nè miên ngay nè mò chê cái này miên bò là miên thamay mùi đây dô mò lực dô mò bạc kia xa kìa bàn tẹo tông tẹo tông nâng dụ rộng trầy lang tam kiên khảo nè bà hay mùi tiết tẹo tông nâng TV sức mô ăn ra tiền đọc nữa nào bỏ bà miền tiền là bọt tí năng mà ta chả đánh ạp này nó luôn này đến nó bộ mà dưỡng mưu bộ ổn nông tích ra tiền bát chúng đếm xuống trong bát một trăm vị chất trong cả na sông cả thoại bằng công bà thay ra nó thay ra cổ bà ông nâng sông cổ bộ ổn chôn đồm chiếc tiền này không sắp bằng trái sắp đòi sẽ đầy cổ sở lành rộp an thì trong bát ngày nay chúng ta ban chủ room cho mùi bóng chân này đã chia đào Facebook chỉ cần tự đã ban quật chuyên chủ room cho mùi và số một quân ba chúng ta chọn này việc tour bóng chạm kết đây và bộ máy dân trang nông vật tiền năng lại tê mà bóng chạm kết và chia bằng tay chọn quân nạp bạc lực tiền và bàn tay lên và bàn kiếm luôn màu vật tích là hai lục bộ phân sàn tạm miền đi tùm riêng tùm hành tạm chạp dừng đăng hai lục bộ đạch cao phân sàn ta bà ta kì một con pro ta kì thắng đừng là chào kì đừng là chạp kì chẳng mà thay đây miền phố là miền đấy bọn chạy tôn nâng phố là miền mấy nha xịt đây cầm sai đấy nâng nông nếu như làm tay lang tư lang tam chuyên khao là dạ về mưa rồi ngày ní ta dừng vô mà mưa ban mà đọc lại lên bị bắt sự cung bị bắt trên tất cây bị bắt ở chỗ nào pro và chia pro cho và cho một mình bắt bằng phải chậm đâu ta nếu như làm tay lang tam chuyên khao là dạ về bay ngày mà rồi ngày ní ta bằng mưa khơi nhà miền phao bị chìm miền lại nát lá đấy bỏ mưa và sau một cơn bão chân đi, bẹp quân ca lang ca nằm nai, dạt ca mà rồi thằng ai chiên rồi bỏ lục quân mà nai phải lo chơi đi, ba nhà ha đài quân mà nai phơi bán cứ thì mui, rồng lốp bồng biên để sắp sửa tiếp rồi bỏ chiêu rồi thằng ai, tiếp đi quân mà nai bán bên châu anh ấy cùng yun khóc bắp màu rồi nơi chia chân trái chân luôn đắp mền cửa xa, tiếp bay bất thiên rốt sắp thiết mây nhạc rây sốc khuôn sốc đà vị sốc đà rì đại bàn để tôi sẽ nạc kênh chìa plau ca để viên thuê phép kì chìa mùi Campuchia Việt Nam là bàn xoan đi dà nâng côm trò nâng lớp tùy sức rây tiếp nâng tự tu school chuôn chết dùn khóch bạp đại mở rốt nơi Campuchia ở bàn sức nâng ở miên sức bênh linh đôi chìa rốt mà dự con tài rồi cả đặc nôm rồi bỏ mặt này mình đã bàn thưa ao bị chiều bờ dương sốc sập bài mình đã bàn thưa ao bị chiều bờ dương từ tu ban nơi lát tập hoa chịu với miền này cứ miền tại ca bằng ca ca chạp ca non tiệt tu chúng tôi chuyên tiệt luôn ai nói mày mày đi hôn mặt này bàn thưa ao bị chiều bờ ruột khăng sầm bà nơi khai sim riệp đại ban bản đòi ai anh nhà thọ áp sát ban chốt từ lúc rồi làm nơi than bị chiêu bồi nâng bản đánh bị chiêu bồi rob mơn cơ sa ai từ lúc nơi không đồng bọn luôn tại ai tại chia đồng bọn của miền sự vật tất phơn salarin một tí quen tại chia ta bị chiêu bồi tầm ra cả tăng lý hai đại chia sna đây robot mà nát đại lang tam chương khao ở rồi dạ cao bay khai còn long từ hai tuần này cứ chỉ ca chư chạp rồi bỏ bị chiêu bồi dương mà dương dây âm pi sét bẹp quan năng âm pi cả này âm pi sét nè sét rồi bỏ bị chiêu bồi ta bị chiêu bồi dương từ tu ban sét rồi vay khắc cai ca đặt nom rồi bỏ mà nay địa can đây dây vào châu mưa nước nông chụp bạc rồi thắt thom nôn
nơi bệnh chân chắc Campuchia chung phục quân ông phí của bộ dô bài chung phục quân ông phí của bộ dô bài mệt ra hai sập mùi nơi khăn ông mệt ra hai sập mùi bệnh chân chắc Campuchia ăn vật bộ dô bài bệnh chia thập tay sợi bộ phạm bệnh chân chắc Campuchia ăn vật bộ dô bài sợi ចុះរបបដឹកនាំឯកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានគោរពទៅតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 51ហើយឬនៅរបបដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះពុំទាន់បានគោរពនៅនឹងធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា 51ទេដោយរបបដឹកនាំសពថ្ងៃនេះបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ ទី1បានបិទនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចង់បានទី2ទី3បានបិទសិទ្ធិការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រង 50% នៃសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃត្រង់នឹងហើយឲ្យឈ្មោះហៅថា របបដឹកនាំប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនគោរពសិទ្ធិគណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងឬហៅបានថាគណៈបកដែលមានមតិផ្ទុយដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែននេះភ័យណាស់នៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយាយការពិត បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនិយាយការពារហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់ទូនាទីបានផ្ដល់បុណ្យស័ក្តិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយាយការពារត្រពោងរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងក៏រែកមើលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន សួរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះបានខ្លាយជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាខ្លួនឯងហើយឬនៅណាខ្ញុំសូមសួរហើយខ្ញុំសូមដាក់សំណួរនេះទៅរបបដឹកនាំប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមានតែជួនខាងកើតទេដែលជាម្ចាស់វាសនាដែលជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធដែលជាអ្នកសម្រាញ់សម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិយើងជំនួសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហេតុអ្វីបងខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារ សពថ្ងៃនេះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេកំពុងតែពង្វក់កំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចលាចលឧទាហរណ៍គេបង្កើតព្រឹត្តិការផ្សេងផ្សេងណាដូចជាច័ន្ទមនីដែលជាអ្នកស្អីគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យមានវាសនាខាងផ្លូវក្នុង ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងវក់វីនឹងការធ្វើតាមនៃរបបនេះបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឡើងដើម្បីបំវែងនៃការពិតនិងបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាងកើតមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ 100,000 នាក់ណាស្មើទៅមិន100,000នាក់100,000គ្រួសារអត្រឹងហ្នឹងហើយដែលថារបបដឹកនាំសពថ្ងៃនេះមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយអំណាចទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាអំណាចទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាណាសួរថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាហើយនៅ បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាឬក៏ទៅដាក់ញត្តិទៅទីនៅកន្លែងក្រសួងសាធារណការផ្សេងផ្សេងមានតែរបបដឹកនាំសពថ្ងៃបានរារាំងបានចោទប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអានេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើគឺគេហាមឃាត់គេបិទសិទ្ធិមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីតវ៉ាចំពោះមុខច្បាប់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងសិទ្ធិនយោបាយ គេបិទសិទ្ធិទាំងអស់ ណា ក
cũng xung bay lục con sơn còn tại quật prà phía xa yun mà mát đấy thì chắp quật đặt quân thì nghĩa kia cắt tốt quật dạ cả bay chân cho ba chân chết yun chân chết chân đại cổng phong tại thua bị thiên sản nà nơi khăn ông bật bật tế dương sắp thái nhé bằng cát bôn là bài cho ra cảm miền chắp chùm rực rồi bố phân sản hôn mà nay nhé mình đã giúp nơi mơ đi thêm tiền bằng chia ai sẽ mặt cái đại chia cổ xuống nơi cổng ca cổ cổng là bọc quán cái ca tia đã chôn được mơ ốc tiền mặt tiền nhưng mơ đó nơi không phải thấy khoai sọc ngay cái xong xong bằng to tiết và chưa bố pra ông nay cho bọc luôn ta mà được dựa rột sập phía rê rột thay bị bán nâng xa lá chùm rẻ cả đây bà dân thì dễ ông phí xa la chùm rẻ cái đấy tờ la ca sọc thang ngay miên stong đà phì hay là vậy bà chúng ta tờ la ca sọc thang ngay kia tờ la ca stong đà phì đói xa bà xin là cái đây một lời chùm phù cả nạp bạc bà sáng ở đăng ở to qua mà rồi chết chứ đó có bà đại bàn dụt thì thôi chùm phù cả nạp bạc bà sáng này bà xin là cái đây chùm phù nạp miên nâng bà chùm rốt nạp cái đấy có ở đây mà rồi chứ nam tiết có ở bàn dụt thì thôi chùm phù nạp cái đấy có dương lưu tiêu hoa sọc ngay đôi ốc nha mùi chùm đùn chùm xong lưu cả ốc nha hông tiêu mùi nè ốc nha hông tiêu đại chìa mà chắc bởi vì phục mày hai sọc ngay này cũng bông tầm miên phà nhà hả vì chìa bởi rốt đại tinh bông rùm lưu từ tò bá tại rê đô tha phì ba bàn mình chìa ôi cửa xuống mà hạ bởi tình một rìa riêng một cũng chắc bởi chìa bởi rốt mình ôi tò bá chùm phục chú bạp trong nâng hơi là thật tự là cá stong đà bì ba chồng buôn nẹ miên với nhá nơi không nông bây giờ trên là chạy Campuchia dương dừng dây thật bây giờ trên là chạy cho con tay và tế Campuchia dương vì thật là có cá cục rộng rồi bóc rộng khu xa hôn tay mà nẹ quật dù mơ sẵn sàng bọc cái này xôm khát xa bông tí mới bọc bạc đôi bởi vì mai dưỡng được bọn tham mình cục luôn là vui cho ngày bọn á bà cục luôn này cái nạp bạc chia chân cái nạp bạc chia chân cứ hồi chúng mình đẹp cả làm quản của loại tạo tập luôn tái dương lương cho mon dù đoàn tây mây nè bọn dù đoàn tây lang tam trường khao ở si kè ở dù đoàn tây học cho bạc nên là bọn học cho bạc nên tại dòng bàn tùa bò là miền tạp ở si tây một năng mặt tích à tây yun thì đã bỏ mới tây yun nó mấy tây từ tua vì môn môn bóc nó nó tây yun mà xa hơi từ vài cùng mọi hồi gì mới hơi từ tua phải cà phê vì yun nó và thì mỗi ơi chuyện chuyện yun nó luôn nơi trong cái bà luôn nơi miền sự tình tiệt tình đây luôn nơi chân tay nó thoải mái thì quý với châu là so sánh nó không còn chia lại mai gì bà ta nơi không có là miền là xin tới đây thay ta hôn mà nay tây du nước tây về tây liên các bồn trao mà thay mấy chi đây là to là việc mấy người mua du có hai bọn này 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 lại đi các bồn tây du mới mới bọn anh đang đường đang đấy bọn mới người mua tây liên bồn trao bồn là sao không làm mà thay biết bọn bà bên này không là dạ về mà rồi ngày ní dương mới tới đây về ạ tập kia về ạ tập mà tập kia về anh mình mà đọc lại chun chia chun bị chia bỏ đó bọn mới sau bọn bài là mình tìm bọn bà quân tam bất lúc hôn mà nãy mình men tới thưa ở vây chấm pu ở chuẩn chiết yun đi cứ tới cổ rúp chuẩn chiết yun đại yun bàn bắt đầu ẩm nai đào cốt chìm xe bị ơ màu cồn hai ẩm nai cho nó bỏ ơ nè đại cả lon tới là đứt yun làm thấy có ba ẩm nai bị yun này chăng ca nghe vây cả đời nơi không bật tích mai nữa đại cầm pung tất cả pan nhà hát smoke smoke chắc sẽ mình prom đọc sai chun bị chia một đôi thôn ấy đi bài tờ là nóp chun chết yun yun ban sầm nôm po ở khuôn sọc đa ri nè nè tờ tu chun chết yun chia phơi cả nâng tờ tu chun chết yun sọc cho bạc đại chun chết yun ban mở cái luôn nơi không bật tích mai nè nè còn ta để giá ca buôn thằng ấy đi kế sầm nôm po chun chết mai chia bị say nè say khuôn sọc đa ri nè ở tờ tu chun chết yun luôn nơi đã sọc bạc bà nhận nạp cũng tuân miên ai cái xa cục luôn tạm phơi cá xôm ai rịp trong
phải miễn ai xa cướp con tam phải cả hai hôm mà nay tôi chẳng lại được nhỉ mình không nghĩa đây vừa ta đầm bay run tay phần đâu chẳng ở vay vay có tư cứ tư riêng tư dụng cho thịt xa chanh phi mê rồi bỏ quạt rô mê rồi bỏ quạt chỉnh nhẹ rịp chom ai quạt đà mình khóc bị ơ thì mà câu đôi kia chẳng ở vay vay cứ hôn san hôn mà nay đấy cứ tẩm mùi chất làm tẩm mùi vừa vay vay cứ đầm bay tại chuôn chết run khóc bạp tay phần đâu nè đôi khơi sốc khuôn sô đà ri nè nè hai robot đặc ngon sọc thế này mình đai miên chết tận nam nam mũi sầm nôm po ao chuyên chết yun nè mưa ca khô trơ đo bồi chia bồi ruột khmai dương ruột nơi campuchia cầm cầm sôm bay ấy ta bọn tách cọ mình đại miên chết làm bay trong ao chuyên chết yun rẽ xa sệt rây phiệt chun bồi chia bồi ruột khmai chun bồi put sasna đại chia sasna robot ruột hai đại ruột đại ban trai nơi khnông ba vai chân na chiết nè nè ba vai chân na chiết nơi khnông robot đặc nom hôn san hôn mana đấy từ chiết sát na prem hạ sát bón tài nè chiết dương sắp ngay nó sơ tai vì niết tiền strong đòi xa tại công krua xa hôn nè đòi xa tại robot đặc nom đòi hôn san hôn mana rí ai sát na có cùng bông tài sơ tài bắt bong tiền xong đói xa tại chuôn tôi chỉ đặt mua chùm nún đại ban bằng cát bật tất cả nhạc miên bôn nhạc miên xâm nang ấy anh ấy chưa bật tất cả đại bằng sáp sát xa dưỡng hai đồ bộ tập ngom hôn mà nét mua đi dạ cả bây khai chiên đi bàn thơ ai vọt mùi hai chú mùi thảo vọt bô lang ca nè khai xìm riêng nè bạn bắt vót tiếng sòng suốt tha vót đến khâu ấy rồi sang chỉ sai bốn rồi bỏ bớt bỏ sát hai chúng mình bận tu nét đại kệ bắt tích sự bận tu bớt bỏ sát đây chơi vót nè hai tờ vay mình nôm kia to qua đam bay bớt để bớt sát sát một luôn hai đây chơi sầm ngon nghiêm ok bắt vót bàn đòi xoay một vót anh ấy chơi chết tận na rồi bỏ nét đặt nôm thì mùi típ chưa típ từ ác xâm mặt tập hiếp robot bị chia bờ rốt tại nơi chung vinh quật vô lăng ca này bà thông xung chỗ rùm tập bán xong quân bà quân này chặt bàn lời à thật bài bọc bài lọ bà bàn tay nhóm trong đăng nhóm sư nhóm đại bàn nơi sọc mai nhóm sư đăng hay chặt bàn phòng chỗ rùm cách ca sử dụng cách ca này vô bài tăng phi gần nạp phạm thật rút chiếc kia rùm viên rút chiếc là lâm đọc được chiếc bàn tay nhóm nhóm trong xua nhóm trong đã xong nua xua tẹo tôn nâng bọn nè tẹo tôn nâng bật thiên giật phía nè bọn ai xoa chmua đấy nế ta còn khmai rưu mùi dùn bà lòng phút bọn bật thiên giật phía nè bọn à thà thì bài rưu mùi bọn trai bọn bọn thì mới bật thiên giật phía nè bà thì chào bọn thà dùn bà lòng phút thì dịch khmai nè bật thiên giật phía nè trong là bọn rồi bà thầm mây lâu tạm dưới khảo ơ nè mơ xong bọn bọn trai chân mời mình tính nè bọn bà xong một cơn chỉ chuẩn chết mai rồi chuẩn chết dùng bật bạc đây con tài dừng mới tam tùng vơ này ca đặc non sắp ngay này cứ rồi hai cao sắp thế rồi đã chỉ chuẩn chết dùn bằng công dùn với chết mai dừng mới tùng vơ có tới hay khuôn sốc nha đi ni mà tam po là miền cao phơi ca chỉ cha là cách dùn chỉ mới bốn ra ni hơn sáng có chỉ đây cha là cách dùn nè nó ngay dùn bằng công luôn vừa chỉ khoai đầm bay sầm lấp bồ rốt khoai tiếp bày miên nhà xây man sầm on man sầm on còn chỉ cha là cây dun này nè 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 đang bay nên hơi đại kia là nhom sầm sầm cà ti cha là cây rư mui quan dun nó mò mà lòng quân thì chỉ mai rư à bị cha là cây tiếng anh nó rư mui khoai quan từ lụa ba rư mui từ bổng ra dùn chẳng hạn rưu mùi quạt nâng chung chiết dùn nó móng vào mưa bóng bọt lại tên nâng ấy bạc gọt thì mới bọt nhóm tôi chê chóng được nhóm ban miền bà xa và lòng tới thà nhóm có ọt ban tự tu bộ đồ miền chạy liệt đá và sân này dừng dây nó cái lòng khó khởi tới lòng miền bóng bóng có thể chết tình dây chết tình chọt và can con tay dừng mưa thật dừng mưa thật tam tùng vơ này ca đặc ngon là bọt quạt
quật sập thay nên cầm sông bay hôn san hôn mà nãy nó có ca đặc nom rồi bỏ quật sập thay nên có quật ai vun nè chẳng à ca từng vơ đại dương vơ dương bị nó từng ngọt nè tơi nè nè lúc cho ní và đòi xa ca đặc nom bàn tay chứ bàn tay dương ai vun máy dương ai mưa đang chờ rất khóc nhớ vào chờ rất vun chờ rất cao và đó phải vào chờ rất vun là chờ rất vun trong ban chứ dương ai mưa đôi giờ chờ rất hôn mà nãy chờ rất em ai on chả rắc ai đôi chia ai nhà xây bậc thiên bậc kia mấy dân mơ chả rắc dân mơ từ một mọt chả rắc bộ lắng cứ ăn đôi chả rắc mai dân này chả rắc mai dân đôi cha bỏ ràng cái tha mai dân người miền trùm bị hiệt thọ buôn người miền mê ta cả là na mục thị ta ở bệnh hà mà tại phụ dân của anh mấy này chả rắc phụ dân chả rắc kia chả rắc chẳng bàn bọc kì ở đằng bài món à anh nó dân ai dân ai sắp kết đi chả rắc kia đất kia dân ai bay tùm bay tới đó bọn bọn chết lọc buồn lên về chết đọc làm đây là bọn chết buồn lên là ngay bọn bị buồn chào tâm phất luôn chân đi dương được được xem dây hai dây chia thả dương mới tới tam tuần vơ rồi bó nè đặt nón ta nè đặt nón tuần vơ rồi bó có này có miền là tuần vơ được biết là chẳng là dương ai thạc quân nó chỉ chôn chôn dân dân bất bà con à tại sao tuần vơ cá đặt nón cứ có đặt nón tới là bài bót của mình ấy thì mỗi tìm bí rô ca đặc nôm rồi bỏ con ấy cột sát tam tay bánh chia rồi bỏ dùn nế chẳng ạ tụ bay cốt chìa khmai có cốt cái thà có ba dùn khuôn khmai thì xa nè sau quần dưới chẳng á chẳng ạ nhận đặc nôm sau thương anh cứ chẳng nế dương mơ tới tam ca đặc nôm rồi bỏ con ấy dương quay tầm lại cốt ấy dương bạch dây bà quả thả nè cốt chỉ dùn rứ cốt chìa khmai nè xôm ai bởi cạp nạc rụp rõng bóng ôn chôn rung chết ត្រេះរិះនឹងពិចារណាខ្លួនឯងថាតើការដឹកនាំរបបសពថ្ងៃហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់ប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងណាអត់មានទេអត់មានបានធ្វើអ្វីដើម្បីតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេគឺធ្វើតែដើម្បីពលរដ្ឋតែគេចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ណាចង់ដឹងហើយដែលជាទង្វើការដឹកនាំនឹងឲ្យបានយើងចាត់ទុកថាគាត់គឺជាជនជាតិផ្សេងពីខ្មែរយើង ហើយយើងនិយាយចេះទៅណាបាទៗសូមចូលរួមបាទបាទអរគុណដែលចិត្តអរគុណដែលខ្ញុំសូមបាទយកនេះកោះហៅខ្មែរឡើងហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងតែថ្ងៃទី30ហ្នឹងដូចយើងបានដំណឹងយ៉ាងលើហ្នឹងយួននឹងគេស្នើទៀតណាបាទគេស្នើទៅប្រធានវិធានឹងគេឲ្យមើលការខុសត្រូវយួនខ្ញុំឆ្ងល់អត់ត្រង់ហ្នឹងយួនបើតាមយើងមើលទៅ ในក្នុងประวัติศาสตร์ตามสมเด็จตาเซียนุกทายูนยูนเจียสัตว์ปืนยูนมือคุณนะบาเป็นยังไงจอมแต่ขมายยังเมียนคุณบาขมายยังยูนนั่นเมียนคุณดีบาเฮ็ดไอ้บานขมายยังเมียนคุณให้ยูนเกิดสนาหนึ่งเอายูนเกิดยูนบ่โฮยูนโจให้สนาเอามือการพกตรึงบ่ได้ยูนมาประกาศสหกุมภัยบุญปรางแขกตรงเนี่ยตาทุกจังดังมือตายูนนั่งเวียหรือมวยปุ่นนั่ง เวียบํารายูนนมองหรือมวยเวียตตัวแผนการปียูนในក្នុងคณะปะปะจีจุนคือยูนเรียกจอมมองบ่มือខ្ញុំចង់ដឹងចំណុចនឹងតិចថាហេតុអីបានយូនស្នើបានតលហូតចឹងហ៎បងបាទឲ្យខ្មែរយើងមិនដែរហ៊ានស្នើសោះខ្មែរកម្ពុជាក្រុមរងគ្រោះរហូតបាទជួយបងខ្ញុំគេបាទឲ្យខាងខាងនេះបងបាទតាមពិតយើងក៏លេខទៅមើលអវិតអូឃ្លីបមួយណាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលគេកំពុងតែផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម đòi chuyên chiết chân á, sạch rương được phía bỏ chân tại khi do mà xuống chân xuống chị xuống tha ta thằng ngay bằng bơ mạc ra trên ngay ở vây bà này ai trời tới trời trong nôm này ai tới lên như lên được lên tới vừa nâng anh ấy dừng 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 trời chân ta cầm dừng cầm bảo phía xa xa rô phê ở xa nhưng mà ngoài nâng miên nó bông bông chìa bộ rộng mà thế bông à lấy xong gây nhóm gây tầm ពួកគណៈបពាជាជនវាបកកែចោលប្រកាសអញ្ចឹងមិនតែយើងការដែលយើងនិយាយនេះយើងគាត់រិះគន់កែតម្រូវទេយើងអត់មានរើសអើងទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមកនិយាយពីរឿងឲ្យខ្មែរយើងភ្ញាក់ខ្លួនដើម្បីទុកស្កាត់អារឿងមហិច្ឆតាយួនបាទមហិច្ឆតាយួនខុសគេមហិច្ឆតានេះគឺចោលគឺចង់បានទឹកដីគេចង់បានរបស់គេមកអញ្ចឹងយើងអត់រើសអើងតែយើងទុកស្កាត់ផែនការមហិច្ឆតាមនោគមជាពីនបាទសូមជួយបងសូមជួយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្តព្រោះថាថ្ងៃ
ai ba mình nhé soi tha cái vùng bên mà cả ra cứ chết ngay đại yun rồng to chết mày đại chun ngay vùng bên mà cả ra mình men ngay rồng to rồng bao chun chết yun tê cứ chết ngay đại yun chôn một trung tiên do bờ tây cam bịch dương hay dương mưa chết này nè nơi ngay vùng bên mà cả ra mùi phun vùng bùn đời chết vùng bùn cứ chết ngay đại yun trung tiên bờ tây chết dương á thì mùi yun bằng cát co pram sầm lấp mai dương đòi từ chẹt ទី 2 យួន បាន លើក បន្ទប់ ហ៊ុន សែន ដើម្បី ហ៊ុន សែន ឲ្យ កាន់ អំណាច ពី ថ្ងៃ 14 មករា 1985 ដល់ ឆ្នាំ 2023 អានេះ ជា ការ រៀបចំ របស់ យួន ណា អញ្ចឹង អ្វី អ្វី របប ហ៊ុន សែន ហ៊ុន ម៉ាណែត នេះ គឺ ជា អាយ៉ង កញ្ចាស់ យួន ខុស ច្បាប់ ណា ហ៊ុន សែន ហ៊ុន ម៉ាណែត គឺ ជា មនុស្ស ដែល មាន ឈាម ជ័រ ជា ខ្មែរ ប៉ុន្តែ ធ្វើ ជា ឆ្កែ បម្រើ យួន dương mới khơi chuyện sai nhỉ? Trong ca đắc nôm rồi bỏ hôn san hôn mình hôn san giặc cao sai sập nam chiêng. Bị thay đập buôn mạc ra một con tổng bùn đấy bạch trắng. Đó thay ti mà đó cho nam pi buôn mà phải bay. Nè, suốt ta hôn san ban thưa ở bay đập bay bồ đạt mà. Cứ ăn miên tôi là sao? Cứ miên tài. Thưa ba màu lơ cái lạ ba bị chàng. Ca thưa ruột và hai thai pram thai bẩm mũi buồn rồi cao bẩm bớt để lơ cái nặng bạc buồn bách ca cúp crop bách nâng mốc ruột dập hía để lơ crom bát để có ạ hân xá đã đặc nôm đoàn lưu bình thiên xong rồi xí nơi chăm phí ở khai mỹ thôn lá chăm buồn rồi cao bẩm bớt lịch nế ca rùng liêng cái nặng bạc xong cổ chiết hai hôn sen ban căn ông này bị nu máu cứ đòi sát cả thưa rốt hà rốt thông luôn chỉ ở chân trái chẳng hôn san hôn mà này đi cứ chưa được bóp lại cả thưa làm bay tạch chuyên chuyện dún đại chuyện thưa cần chia dún hai nửa peli hôn san ban bình châu dún ao mà run được không có tiền máy hai rồi bóp hôn mà này bạn đo lầm lời ở chân trái ở chuyên chuyện dún chấm nút đắp mền cửa xá nâng bọn to ở dùn bác xa mạc cung tiền mà phây pram khai trọng hai rộng bộ phôn mà nét bàn ca phía nữ xa mạc cung chuyên triệt dùn đại cầm phông tay bọn to bác hai xa mạc cung chuyên triệt dùn bọn ca nữ cung khung sốc khăn khai trọng còn lại ná thì miễn sức cục trọng từ lưu vì chưa bộ rốt khmai kì ách ở vì chưa bộ rốt khmai dương ruột nơi đòi của miễn sức rầy phiếp năm năm hai đại thật rộng bốc tất nôm đòi hôn san hôn mà nãy chưa cần chơi dùn không mà nhá chưa cái bom rào dùn chứ mới sắp thay rốt cát đắc nôm rồi bao hôn san hôn mà nãy mình đang miễn đó ca nghe ở vị trí bộ dương thứ thì muối mình đã bàn bác prạc vi vọt ở vị trí bộ dương ruột nơi đòi sốc rùl đói xa thì tên tại phước ba bà chìa bà rốt dưỡng ba bà chìa bà rốt dưỡng à khâu nhầm lại ní viên nơi nông khổng hay à khâu kì bà miến về ạch chân kì mình chân kì mơ phè ẩm đọc nhạc đá màn tè xôn bật bà chọc tốn xôn lại chô lại phẹt bình bò bò này chả đại xôn chân kì đấy là nhầm tật chọc phẹt bình bà bà khâu ní viên việc khuyên tình hạp khuyên chè rồi dân viên dừng lại được nông nên nếu việc lại nó khơi khơi nên để đấy thì cái nhà khơi nên để đấy và đó việc khơi nhà mình cũng là tiến là chẳng à hầu nó mình lại cầm hôn kề biển là chẳng giờ là khơi mình là bàn sai to bông bông ấy đấy dừng thôi ba mình nhớ phần đó dừng phần to dừng chẳng 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 ai bay châu sáng mấy mới nhầm như này cho bạn về cho người ta phát điện nhiệt ti dừng bị chán hai đái dừng gì phần to thôi ba mình nhớ phần đó cùng tất cả à chẳng mình ta bà nó chưa tay hết tay bà nó chẳng mà nó còn tha đây chân cho lắm mọi người nhưng tha lại lại hết ai lên một châu là khâu nên là giết chết cho lắm bằng chẳng tam tam là mà bà mấy đó nói rồi mình lại lại đã cắt ra bỏ mình bà đó là số bên thôi chỉ mình sắp ngay ai đừng khai chỉ cá bớt đời xa ca đắc nôm đó bỏ hôn san hôn mà nát chỉ còn dùn nè chẳng ạ របប ដឹក នាំ ដោយ ម៉ាណែត នេះ ហើយ ដូច លោក អ៊ុំ សំអាន គាត់ និយាយ កាល មុន ឫស្សី មាន តិច គុំ ណា តែ ឥឡូវ នេះ
chấp pi hun mặn nát lang phơi chiên ở dưới đầm trời rồi xây nâng 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 tới chia tràn chẳng chặt tục thả rồi xây tràn cùng ní chỉ chôn chết dùn đà một ruộng nơi không bật tịch mài hãy bật to pi hun mặn nát lang căn ẩm nát ní dùn bàn một ruộng nơi biết bên này tôi hãy chia nhà chặt Campuchia dương à trong đằng hai đài bật tịch dương sắp ngay từ nâng từ thay à nà cốt sức xoay xâm rạch Việt Nam nâng chốt Việt Nam nây bật tế chết dương cứ dùn kỳ nạc xâm rạch cái sai nói xa phải chưa bật dương sắp ngay ní còn phong ta phải chôm nâng bà nhà hà tí mùi khoa ca nghiệt vừa tí pi còn phong ta chôm nạc sốc mọc rốc ca nghiên nâng bật tế chết hàng chẳng hà nị phây khi còn phong ta bật chôn anh ấy cùng dùn một rùn nơi không có tế khmai tràn tử hai rộp bóp sắp ngay cứ chia rộp bóp quốc phía đó chôn trên dùn bóp bạp anh chấm xong lược ở nơi không mệt ra hà sập phì nơi chấp bạp rốt thạc thông một nỗi không chung phúc thịt bùn bàn chạy anh thả rê đốt thạc bị ba Campuchia bách nha rẻ xa ca phía ai cả rí ích thấp ở tay bộ là nạp hiệp tức đấy nây bởi hình chiến là chạc Campuchia ạc nó vọt nó vô bài bằng rùm chiến ạc nó vọt nó vô bài bằng rùm chiến xua thạ nó vô bài sắp thay đất bàn bằng rùm hai nơi bà sân chiến lúc anh thua tam chạc bạp miệt tra hà sạp phí nế nế anh mình trời bất sân nạc bạc nó vô bài đài miên bị chia bơi dập hiệp miễn bị chia bơi rốt côn tro bơi hạ nâng nặng bạ can làm này sau thay nên thế nè anh đang ban hai tha bằng rùm chiết đạp đây ca pi ai gây chiết su tha rồi ngay nữa này ai ban ca pi ai gây chiết hay nấy nấy vì ở tuần miễn ca pi ai gây chiết nè hay bật tay chiết riêng sau thay nên cầm phong tài miền hai mươi pay để xa ca đắk nông rồi vào hôn mà này đừng ai, xong ai mà to tiếc, để xa ca pia tùm liêm tùm lọp nâng bộ pay nỉ lò, rồi không chuyện, su tha để xa ca pia tùm liêm tùm lọp bộ pay nỉ chết dơ nè bàn lò trăng nè, vấp bật thò bộ pay nỉ, rồi bỏ kê cầm phong ta tuần thiên nhom nhi lấy vấp bật thò bộ pay nỉ chết dơ, xong ngay. Chịp xe, vọt bật thô bật bây ní bong bong hàng cả đại cầm phung tài quay lúc mộc lơ bật di chuyện dường rết đô thái bị ba Campuchia trời ca phía nứt xa nó có lập hiệp thì nia sân đập thô nâng xanh thì sốc xa thiệt rồi ná xu thả rết xa sân đập thô xanh thì sốc xa thiệt rồi ná chun bật chìa bà ruột bị thay nà máu bà xanh thì bật chìa bà ruột miễn ca to vai chụp phô ca nghe miễn ca to và ở vây môi đại quốc trang bán khi nào rê cho ta phía ba này mình đeo tập tu khó trời mình đeo dốc chất tục đạn lưu thì chưa bỏ thuần ai này ủ thì hô ca mà co na ca vờ đại khi bàn bình chốc quốc đòi ất lạc hẳn bình chốc quốc đòi bổ miên của hộp tai quốc tập to và bài chỉ rốt tha phía ba bình chun ai nó có ba chiếc đại chia nó có ba ca pia bị chia bớt thì bỏ còn mà ra kia cắt sát đi bỏ bà bên cắt sát thì kia từ về ngày lôi tới bà lại lần ôn luôn cái mà xây là thế bỏ là chơi giả đi hôn bên này thì dù ra đây là si kê ơi bà nhóm chọn luôn cuộc chơi này bạn đang lưu nên cho bạn nhóm lưu sau thả rất là bình tĩnh bà tự nhiên nơi họ lê liên nơi làm gì ban tài ta cầu huấn cư ta cầu uột cầu uột ta cầu bảo phải hai ba bề cho phải là chuyện bình tĩnh mà nhóm mình đã khơi nào khó hả đương sự nhà bắt bình tĩnh nó ngay bom bố mai như ban mưa chặt trong bàn tay nó cài thế ót miên sao
អាពាក្យបណ្ឌិតនឹងគឺវាបោកប្រាស់ឬមួយវាទៅទិញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខ្លែងខ្មែរបងអាបងអាចដឹងអារឿងហ្នឹងណែនបើបើតាមយើងយកមើលឲ្យបណ្ឌិតស្អីបើពីកម្មនាយមកមករយថ្ងៃឲ្យដោះស្រាយទៅបុគ្គលិកណាការធ្វើ100អ្នកដោះស្រាយចេញផងឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសយើងមិនកាត់អញ្ចឹងមែនទេបងមើលបងអាចដឹងអារឿងខ្ញុំនឹងណែតើឲ្យបណ្ឌិតខ្មែរទៅទៅបណ្ឌិតដាក់បណ្ឌិតបត់ទៀតអស់ហ្នឹងមើលបងអាអាអាអាថាបា
và tam dương mới phân mình ai và sinh được con riêng ban chọc mình đất chủ chia nơi là với con sẽ hà rốt amrit bật bật con mê nè phân mình ai nâng liệt trọt đang nâng miên mô tổ nạc phiếp dương mới chết đáy nè con tay bần đất cốt hai chiếc bần đất sẽ là cho tiến nè chiếc bần đất bọc ra đi công thịt chưa được ơ chăng nè sao là ơ bần đất con riêng ban nơi bần đất vô thia sẽ là với sự khoan nơi ông ta đã chết thằng này ai nhưng mà ban được mà con á con ta đã được chiến để vô lòng tới đã được chiến ra ok bỏ chắc là anh ghi chắc nhầm cắt bà sang chết anh thì cho rừng cho mệnh này quan ngày muốn ta tha cái nặng bạc bạc trắng á phụ ấy nhưng mà smart con ấy nhưng mà con ấy ban một đợt đây xây lụt chặt thì hiện nay là này nó bỏ còn buồn ở đường này lụt chặt nó bàn tay nó không bật tiền nhưng cái bộ mà chung bạn thân tật cái chắc là tài ca thế bật đợt lụt chặt lụt ấy chứng cứ tiền nhưng mà bật đợt mà cái tài ca bật đợt thân tật cái chuyện đôi lúc bật thiên tâm năng si chắc là đam mê một đà bật tiền chuyện ăn bật tiền chuyện chưa được cái bàn tay hôm con sai nên làm mấy con mùi con ăn miếng này uất ban toàn mà uất tha mãi con anh kia lột chặt lột chặt vô rồi đấy nó mưa bỏ mưa à chỉ mực nó mưa còn uất miếng này thằng mình có ăn được tôi dám chút ngon là có chuyện được cột uất rồi cột bọc prah ban đặc mình bìm đai đi lục cho ni nè dừng dừng mưa che sai nhé cột uất ban cột bọc ban đặc mình bìm đai đi uất bọc lên ban này dùng phun nhẹ đặt mai hai chiếc đôi phun dương sọc ngay nè bật sân chi mà nái ban bật đất bắp bản đất vô thia rồi có bản đất xe từ cây tham man bản đất xe từ cây chết à riêng nơi sạt nơi nơi ông lê hôn mặt này nâng ai liệt trò đang nâng ai dọc xe nhà bắt dọc một hộp ai kia mới mình chập bách ai kia bị chiêu bột máy chung ngon tu tiên một hộp lô kia anh bách u thế à bản đất vô thia đấy à bản đất tư dọc ta thay một ca chiết vô từ chai ăn phải giáo chứ hả ta từ lên nơi សារអរដ្ឋអាមេរិកណាកុំសុំបីអីនិខេបបតនិខេបបតកាពីបណ្ឌិតខ្លួនឯងនេះជួលលោកគេសរសេរផងហ្នឹងអេបើតែគេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសុំកាត់ប្រសាអញ្ចឹងឯងទីតើយើងនិយាយទៅបន្តែថ្ងៃនេះឲ្យបានឡាយអាភេរកម្មទេពជាប្រវត្តិតែឥឡូវយើងមកឡាយនេះទៅថាខោនគេទៅមានអេឬមួយខ្ញុំលើសសូអេលោកអេ លោកដែលគេខ្ញុំឮគេថាមកតែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ហ៊ុនសែនដែរហ៊ុនសែនគាត់និយាយយួនច្បាស់ល្អណាស់ហ៊ុនសែនឬមួយអាពុកអាកូនហ្នឹងគឺបណ្ឌិតនៅស្រុកយួននេះបងហើយរបៀបបិចបន្តែហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនប្រសាអង់គ្លេសថាគេបន្តែយួនគេនិយាយថាអូហ៊ុនសែននិយាយយួនប្រើល្អដូចខ្លាំងអញ្ចឹងអានឹងរឿងមួយបណ្ឌិតស្រុកយួនឯងបណ្ឌិតចេញវាស្រុកយួនមកអត់ទេទៅបើតាមិនចិត្តឯងមើលតែពីអ្នកអាពុកអាក
hôn sáng trở ra rin phía xa dùn mùi tí phí hôn sáng bàn của bốn dùn nè bốn ra ni nâng chi xây dùn nè chi bộ bốn tí bộ mán tí phí là bỏ hôn sáng nâng ta cập bất bộ bốn tí mùi bỏ hôn sáng nâng xa rô đồng rách cho sắp thay nhưng đang tác bộ miền nâng hay xong bà càng nạc rộp ông bộ bốn chuyên rộng chết nâng trong sốc nâng trái sốc trăm tam đan nâng ngay mùi nâng lịch mau thả hôn sáng bộ bốn tí mùi bỏ quật nâng bất bộ cao đời anh chui dùm đấy khi ông này cái trăm tam đan được ngọt nè nhá chăng ạ hôn san kinh chia yun bầm ra yun trâu tại chia yun
hay bản đất là bao hôn sai này cứ bản đất là cho tiến đi ban mất bị ca lược bản tộc là bao chuyên chết dùn không chứ mà ban lược bị ca bản tộc là bao chuyên chết dùn hay là bây bản tha bản đất là cho tiến hôn sai có đại trí này nè của bạn đối với cả môn năm mà cao cao dập môi đại hôn sai để cho cha rộng đồng mạc trai mà phê bay tổ la nữa hôn sai nó bao mà cha ra đất đó cho chụp nữa nè không niêm quất gì nè đầm nang ai bật tay cái máy để cho cháp ông cha ra đất ở chung cái tài ai xa quất ập miên sinh nhà bát quất ập miên sinh nhà bát đầm lái sma nâng ai từ chụp xuống đại công bệnh bàn đòn hôn san chanh bi mạo chanh bi ca cho cha vào bên mập tay cái máy hôn san mà khai lang bàn pì đòn chứ muốn sinh nhà bát quất mà khai lang pì đòn su tha hôn san từ riêng Việt Nam mao anh lúc mình đứt lao mà đâu mình đứt lao mà đâu ôi cái nhà chào mà chưa thông sai là anh mê bọc ra hà anh mê chào mê quán anh mê bọc ra tiết nhá anh nhá anh mê này bọc ra nhá bà dân chọn tôi bị lơ vì mê bọc ra thì mê chào đấy nó bị lơ đấy chào một xiết mà nó chào một xiết thông sai là đi bà là thơ sky dùn ngọt mà chỉ bất tức ách nhạc luôn mơ tờ mà nó đi hôn tài mà เรื่องมันก็คือการยืนมาชีวิตนั่งมองหรือมวยอาชีวิตจังก็ไอ้ก็เนี่ยตัวนั้นมันคือความแบบตามมืออะไรขยมยีไปเรื่องนี้มวยจังเรื่องงานมุนรอดพาพายไม่บุญบุญไงบ่าเรื่องนั้นขยมบานดังจะบ้าได้เรื่องเกิดไอ้บานดังก็มันดังนะบานแต่มุนรอดพาไม่ต้องเปล่านั่นคือไม่ยิบปงจับจึงคนสายพาเอาไปเตะรอดพาสายตายนะ bà chập chừng nghe hôn sai nâng ở đây tới rồi bà tê bà tê hôn sai qua tới tour phan ca bị duôn máu bà chân bị bọc băng áo chừng hôn sai nâng thả ở đây tới rồi bà tê rồi bà tê tới hôn sai còn toàn bị bọc mà chừng châu rồng kẽ ta biển nó bật ở bàn tay lưỡi sâu kinh dây cái thà tăng bên nâng máu bị bọc quạt lùng từ nơi đàn ca đây là hôn nâng tròn kia sáp ta biển nó bật ở bờ biển mà tay kia nó chỉ bục nơi tăng cái đại bàn đang à được បាទគោលការណ៍របស់បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើបាតកម្មនៅមុខរដ្ឋសភាណាតាមពំរយ98វិញគណៈបកសំងស៊ីនិងគណៈបកហ៊ុនពេជ្រដែលធ្វើការបាតកម្មអហិង្សាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំពំរយ98ណាកាលនោះហ៊ុនសែនបានរងនិងសម្លាប់ណាក្រុមបាតកករនៅមុខរដ្ឋសភា តែដោយសារម្ដាយគាត់និយាយឌីប៉ុកបានហាមឃាត់គាត់ថាឲ្យកូនឈប់ទៅណាយើងចាញ់គេហើយយើងទទួលស្គាល់វាថាចាញ់ទៅឲ្យធ្វើការម្ដងទៅតែហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបម្ដាយគាត់ធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាប្រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ណាហ៊ុនសែនណាអត់ហ៊ានជាមួយបុណ្យរនីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំប្រាប់ណាហ៊ុនសែនស្ដាប់បុណ្យរនីខ្លាំងបំផុតបុណ្យរនីហ៊ាន บ่งแกอะเรื่องปุณณีนั้นอันนั้นខ្ញុំចង់ខ្ញុំលើពាក្យនិយាយបាទតែបើបងនិយាយចឹងខ្ញុំសូមថាហ៊ុនសែនហ្នឹងថាបុណ្យនីបាទបាញ់ឆ្លីពូភាសាទៅដឹកពេទ្យសិង្ហបុរីបងមើលឆ្នាំណាតែហ្នឹងមើលបងមិនដឹងថាអត់ហ៊ានហ្នឹងហើយថាទៅណាទេទៅលេងលំបីឬមួយទៅដើរដឹកប្រពន្ធគេលំបីចាំទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងបុណ្យនីតាមទៅបាញ់ឆ្លីពូសំណាងហ្នឹងគេអត់ងាប់ហ្នឹងអាចទៅដឹកពេទ្យសិង្ហបុរីថាពាក្យហ
Việt Nam ấy nhỉ? Ba. Dạ. Đời xa, đời xa. Ba. Đời xa buôn gần ni nưng ni chơi ham khọt mà nói tí một mà nói Hun Sen tẹt tông chmui ờ sợi bị sắt pi ca. Hả? Nưng hay. Ấng Hun Sen ọt sđap. Ọt buôn gần ni khăng buôn gần ni lơ cái phlưng bành Hun Sen tlei pu nưng. Có mà ban ông cái rẹt đấy mấy Hun Sen trơ ngọp. Ban ông cái rẹt tới chắp cái phlưng tới vi pát a crop nưng vi pát. Cả nông máu cái bật sa bật bột miên nó mà nói cái nào đắng ấy còn tai nó từ lịch lưu đời xa tranh bị bị tay nó là bao hồn sản anh nhẽ đại chết hồn sản mà mềm nhẽ mọc non như mối hồn sản mà này hả trong chấm nào bóp nhẽ còn miên pram của mối nhẽ đấy đã chỉ sọp hồn sản gì chân như hồn sản thâu mình tên nó bỏng gì chân miên là buồn hay từ ta đầy buồn gì buồn ấy thâu cho mình tên hay là biết bây giờ à nâng việc thâu tăng việc mềm máu mình việc thâu tăng việc mềm nhá mình tầm thâu bây giờ lấy đây mưa à lấy bà ai tha thọc đang mây mưa nhầm xuôi một vật bà ai đang một vật mưa hôn sai được mây và thứ ấy khác bà mưa bà 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 b
con sai lọc nam được mày mới được mày con sai bán thế khác mà bảo sao tay bài này được con sai thuê khác con sai được mày thế thì chào lụi mòn đây chào chào lụi mòn đấy chả hay khoát này cái khoát khoát đấy sao để say bốc này kia đi lụi mòn kia cái đánh tao luôn cho bốc mày say nè ôi chăng anh ấy mình chào mà xiết chăng mình chào thằng bị tui máu chăng anh chào tiền không tán không nhỉ bà mình vừa khâu khâu chăng bị tui máu nữa cầm bay ấy cầm sông bay ấy vía vía ru nơi đòi vọt lốp vía si bay lốp tai vía thưa bạp lốp ấy nhưng cái đó vẫn đang đăng này thấy từ câu bút vuông vuông từ câu đó bao ơi nè cầm bay sông bay là hôn liên con chỉ chào lui cô cái cà pi chấm non môn đấy được nè nè sắt vuông vuông từ câu với chào là ngon là bùi nữa sắt đạp bùi chào mà xiết nè chào mà xiết anh ấy cũng chẳng tam thiệt bật với chào mà xiết bàn tay về bàn làm mai tăng chuôn mà được bắt tóc tư câu với một đại miên sim đại miên một tô chim đại miên lan chi đâu với bàn thơ thông tới vườn lụa ít nhiều lan chi mà đau hết chim đưa xong cho thơ mà hạ ba mà chi chạm tới cuộc niệm đại miên bằng chẳng cuộc niệm đại miên si phóng cuộc đi chào lùi cho ngoan kế bàn si bàn chọc để ra lùi ngoan kế bà đào với bàn thơ thông tới lụa chiết lan chiết lụa lê lụa băng ngoan miên thôi đầy thôi chẳng hề cho mò tiệt tô được đi với bọn bà tiệt tô nghe riêng một chọn ơi bọn một chọn ơi bộ bột mày đang tam bàn chụp nội nhiệm mới chẳng dược đạp một xì từ đây nắng hôn mình nét thì bà này vua thì có hai cái kia ra bà rưu môi tự nhiên buồn này xàm cục bà màu với nâng miền ấy phải phải chứ đấy đôi giờ mà chúng con không sai nhưng là bà nhóm bà rồi chúng tôi nhóm tam đàn tập bà và nhóm tam đàn luôn sai thế được nông ca nên nhóm mori quân nhóm châu luôn cái ca sự cố mà đẹp xây nhóm sơ tam bà nhóm tam đàn tập sai nhưng mà có tới nào tới ba có màu bị phai vậy bà bằng tay lấy ở hôm nay có tới vừa tới nhóm mưa bà về tới tận vừa phai ca vừa rồi mua về tới điện buồn chào san cục mừng bà tập màu đó có mai nhóm mưa miền ấy phải phải chứ đó chẳng bong em chẳng ai bong chui trong này thì mới bảo chui biểu niêu tích nên không còn càng nghe là được ngon khơi nghe mai dương nơi nó cài bởi tiết kiểu rất là tiết cho bốn đó nè bà ngày thì đọc bộ phần nâng hôn mà nát nâng kiểu tài cho bốn cho châu rù bình dục vậy là xin này cho bốn nhắn đó nè bà chẳng ai bong chui biểu niêu mà nơi chụp con nơi cà rê nâng ngồi bàn châu rùa mà hà phát tạc mà bàn trái nó có khó và có mọi vấn đề chụp con tự vô sổ là nâng dù gọn lấy hạ xong mà thật kiếm sĩ kè ở nó bà xong chơi bà xong chơi bà xong xong mà con chị bà thông xong mà kà nạ khi ông chồng bà xong mà rất tình yêu bà kà nạ cổ bà ông ôn chôn nó rụp chết nơi tu tiêm bị phục lục cùng xong bây đặc nhóm mới cho này nhóm nó nghe bà nhóm miên sức nhóm có tới châu rùm này nơi bà tê chú con là thay đọc của bà khai thân nâu năm bì con là phải bay này đám bay thuê dư tình nia ca bà chăng để dư rốt bằng trái đặt lang tam chương khao ở để dư rốt bằng trái đặt ca chân bì ca bò chân nào khlai khlai công ai giả hạc công on tra chết tự tu sô lô con mà nát chuyên để dư rốt bằng trái sợ mạc xôm bông bông chuôn rùm chết tầng ô mê ta châu rùm ở bàn tràn ở ban có cỏ đám bay bờ trắng vót tầm miên rồi bò khôn mà nát đại chiến thì chưa ra bàn tay lướt bằng tóc tam trên khao ơi nè bá tiếng ngọc nè và sân dịch cho miên sét đó nè trong sông chuẩn biết đau bong bong vì chưa vừa rót tham ai dân đàn cầm phong tại thưa ca nơi bờ tây cỏ rê bờ tây chụp bon nơi Canada Australia Hà Rốt Amrit Barang Angle Philip ấy nè đại chiến nè miên sức rứ có đại chính nghĩa trong châu rùm nơi mà hai bát cam ạ hưng xa nơi bát tây chôn nơi hai chi tập vân hai nô năm pi pon mà bay bay không phải chặt hạt đấy anh chơi ở ban tràn cỏ cỏ tiếng ọc nia nè làm bay về trang nơi quất tầm miên rồi bỏ mà nẹt công ao on tra chiết rứ có công ao hạ công on hạ công rộp từ tour school nơi quốc tử miền là bà khôn mà nói chịp lời cả bà xong bà khôn bà khôn ra một chất bà nè biểu nhiều đó bà ôn này cài bà tê nâng
ហេតុអីបានជាប្រវត្តិខ្មែរយើងគេក៏ស្អប់តកូលនឹងសម្បើមដែរបងបាទមើលមើលបើអាថាតបាយទីមួយអាតកតងអារឿងអាតកូលនឹងអើក៏ទៅណាក៏គេប៉ាតកម្មឥឡូវមកដល់អាកូននឹងគេប៉ាតកម្មមកចាក់តកអាត្រង់នឹងបងបកស្រាយទីហេតុអីបានខ្មែរយើងក៏ស្អប់តកូលនឹងសម្បើមដែរឬមួយតកូលនឹងសម្បត់ទៀតបងមើលអាតបាយជារត់យើងក៏មិនចូលចិត្តពូជនឹងទេហើយអាពូជនឹងទៅដំណើរចង្រៃដល់គេទៅនឹងណាដោយសារ ដោយសារវាធ្វើដើម្បីតែយួនអញ្ចឹងវាជារដ្ឋយើងស្អប់ពូជហ៊ុនសែននឹងស្អប់មហាសែនសពហើយពូជវានឹងទៅតាណាចង្រៃគេទៅនឹងយើងមើលទីហោះចុះស្ដែងកាលទៅកាលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនទៅនឹងចង្រៃដល់ប្រទេសគេទេណាអញ្ចឹងបានគេមិនឲ្យជួនប្រទេសគេទេតែប្រទេសគេជាអ្នកកាន់របបលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក រេខាងត្បូងក៏ជាប្រទេសដែរគេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែរណាអញ្ចឹងគេមិនចង់ឲ្យពួចពងវងតកោរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅចូលដល់ប្រទេសគេទេវាខ្លាចចម្រៃដល់ប្រទេសគេទៀតបាទសូមអរគុណសំរួលប៉ុណ្ណឹងបាទអេបងយ៉ារឿងចម្រៃយើងខ្ញុំអត់សំដៅទីខ្ញុំទៅកាត់ភាសាបងតិចអេកាលពីឆ្នាំ2020មកដើមឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបាទពួកវាគេធ្វើរដ្ឋប្រហារណា บ่าគេຖືរដ្ឋທາງກະນັ້ນគេគេປະຊຸມອາເຊຍນມາໃນອິນໂດນີເຊຍບໍ່ບ່າគេມາດອກໄຟເລື່ອງວິບັດໃນພູມເມຍគេຖືរដ្ឋປະຫານນະບ່າກ່ອນນະຮຸນຊາດມາຈວນປະເທດອິນໂດນີເຊຍບໍ່ຈັງໄຮດີບໍ່ໃຫ້ຖາມເມັດນະມາຈວນປະເທດອິນໂດນີເຊຍພຽງແຕ່ມັນລຸບຕຶກບັດມາຫນ້ອຍບໍ່ຕູ້ລະປານອິນໂດນີເຊຍບໍ່ປານລຸບຕຶກຕູ້ບັດຕົກ មកមានវាមករយអ្នកជាងបងហ្នឹងឆ្នាំ2021ហើយមកដល់អាចុងឆ្នាំ2022នេះបងហ៊ុនសែនទៅចូលទៅទូតឥណ្ឌាបាទចូលទៅទូតឥណ្ឌាទៅសុំស្នើសុំវ៉ាក់សាំងនៅឥណ្ឌាបងគាត់ហ៊ុនសែនសុំមិននឹងទេមកស្អែកឡើងទៅឆេះឆេះរោងចក្រនឹងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅឥណ្ឌាឡើងខ្ទេចហើយស្លាប់នឹង 6 ម៉ាត់ចង្រៃមែនអាសុំប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងមានបញ្ហាឡើយហេតុអីបានមនុស្សក្នុងវាចង្រៃជ្រុះរោមមកផ្លាក់ហ្នឹងមកចង្រៃដល់ផ្លាក់របស់ហេតុអីបានទៅសុំប្រទេសណាប្រទេសគេខាត់បងតែនឹងវាចង្រៃវាមិនបងមនុស្សនឹងមិនបងមនុស្សដូចចាប់រ៉ាន់គេហៅមនុស្សខ្មើលមែនទេដល់ផ្លាក់ផ្ទាត់ម៉ែឪវាមិនបងអាចចង្រៃដល់ផ្លាក់ហ្នឹងបងអាចអានេះវាចាត់ទុកចូលលក្ខណៈមនុស្សថាមនុស្សសតិរិឆានណា មើលសត្វដេរិឆានណាកាលពីតូចម៉ែឪវាខំថែរក្សាវាដល់ធំឡើងវាមានស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪណាណាមើលមនទាគោក្របីជ្រូកបានឆ្កែឆ្វែហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភេទសត្វដេរិឆានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពីតូចមេវាខំឲ្យទឹកដោះវាអឹមដល់ធំឡើងពេញរូបពេញរាងវាមានស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪណាណាវាតដេកជាមួយម៉ែឪណា អានោះប្រភេទមនុស្សទេរិឆានណាមួយទៀតមនុស្សទេវោមនុស្សទេវោមានខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តគំនិតជាទេវតាអត់ទេចិត្តគំនិតជាទេវតាអញ្ចឹងជាទេវតាហើយគេមានខ្លួនជាមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តគេល្អគេដឹកនាំល្អប្រពៃគេគោរពពុទ្ធសាសនាគេគោរពវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេធ្វើដើម្បីវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនទី3មនុស្សសពេតោ មនុស្សសពេតោមានខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តគំនិតជាសត្វប្រែណាសត្វប្រែយើងដឹងឃើញដូចយើងនៅលើអានេះឆានហ្នឹងប្រែតែមែនតែឆានផ្សេងប្រែតែអានេះឆានគឺប្រភេទសត្វមន់ទាគោក្របីហ្នឹងអាហ្នឹងជាសត្វដេរិឆានហើយពួកប្រែតគឺពួកប្រែតទាំងឡាយនៅកាលព្រះអង្គសូត្របារាភិវៈសូត្រកាលបុណ្យជុំគេឲ្យឃើញពួកប្រែតទាំងឡាយដែលមកដល់ចិញ្ចៀងផ្ទះនៃញាតិទាំងឡាយហើយនោះណាពួកប្រែតទាំងឡាយហ្នឹងរូបរាងវាធំ តែមាត់វាប៉ិនមិនជួលទេមាត់វាប៉ិនមិនជួលហូបអីក៏ហូបអត់បានដែរអាហ្នឹងចិត្តគំនិតជាប្រាជ្ញជាដេរិឆាននឹងហើយដែលទៅទាំងណាក៏ចង្រៃដល់ប្រទេសគេទៅនោះហើយមិនស្រួលអាម៉ាណែតនឹងទៅ
tới Nhật Bản ngày đó bơm xuống chừng lấy đó bơm Nhật Bản chắc mà cái mình chẳng ai à bùi đang chọn chọn tới đó bơm kia đây và sống sống bạn bạn quên chưa bỏ già đừng chừng lấy được chồng chị trong này muốn tiếp bỏ ba năm tới cái là ba một bị khủng lồ ba năm tới bay buồn xa muốn này biến mình bàn răng bà biến với khủng lồ nữa ba đó là năm bạc cuộc trong khơi đam năm bị con nó thấy bay nữa nghe bà đừng môi mẹ cả đá bị con nó thấy bay nữa mà này buồn làm khai muốn nữa bà hôn sáng có tay bà răng được cứu sao ra ra hôn sáng tay bà răng chạy bà chạy mẹ con bà răng bán lấy quý bà là quay bà là chồng tiên tay ở đây ở trên đời nà nó bỏ bà nguyên nà hôn sáng tay bà răng chẳng có rây đó nó chưa nên tức đây chẳng rây đó bà răng chanh ba tốt bà răng chanh châm chanh nhẹ kim tự ôi thì kia bắt chẳng rây mà nó mình con sai mới tới câu hôn đi chẳng rai nên mới tới nằm mơ luôn nó sắp mai mà mất tích kết ảnh ly bằng bùa ảnh lúc vì mẹ bóng chẳng rai mà nhưng mới tích kết dân bắt bóng phong bắt kết dân kê xoan kê vì đồn ta màu rộp rồi chẳng lắm á bà mà đòi tới câu hôn đi chẳng rai mà bóng phanh mất tích kết chẳng rai mà tới mất tích kết luôn anh có á bà tham bóng chẳng rai tới mất tích kết luôn anh tới vì chẳng rai đó mất tích kết vì thao có sẵn đó nha hai đấy bạn mình không biết chừng này chẳng bàn tay chạy xô nghe rừng nó nghe trong chọn đạo thiên là bọt mùi bọt thiên là bọt lòng ví dụ rộng rây lại và giả phê lại mà bây khai đi và tan trong mưa tới đôi nhé ví dụ rộng rây tiệt chó đấy bọn mưa tôi được đào tiệt chó được thọt mấy mưa tới về vô à bệnh tình quân sản tập bàn thọt ấy dùng vô mà mưa nó không là giả phê mưa rồi ngày nấy à hôm mà nãy tôi dùng làm tay tia thật chó bỏ mưa tới được ạ xa mặt thật kiếm được ăn mình mà đọc trái được kiếm ra bỏ nên chê con chẳng đi nhóm xong tham sàn kênh mình dù làm tay tia thật chó tê dù làm tay selfie đó selfie nắng ngay ba sân này dù làm tay tia thật chó tê nên kia tiên kiếm tia thật chó mà bà tê khám chìa dê ngay nè nàng ai ba nị du rồi mình trai selfie nàng mình trai nè nàng bê nè đại quân tới châu chu cam co tam mình đa đâu chả muốn luôn nàng không sắp dương nàng á hot selfie quân tới thơ về thi sa tới hộp bài tới hộp ấy chỉ mui cam co tới lực chất cam co con tài nàng bê là cái trai ca sầm lắc snap cái đa sầm bia nè bóng bồn cái nàng group ăn cùi chạm nếu bê đại nó bóp sọc trái trái ca sẵn lạc nát cái đá dùm bè nếu bê đại kì chân cái đá dùm bầu dân cú chăm à biết sâu đại là nè sốc quân thì dây ở biết xa mà mát đó bê trái ca sẵn lạc nát đá dùm bè bê chân đá dùm bầu hát khóc nha đây chẳng ạ bán nhóm áo chú mua tha mình mến nì dù ở rốt mình trái tiết xo tê nì dù ở rốt mình trái xe lùi mình khóc bị ớ ghê đôi kia nè à ơi nâng câu nó viết tà mùi nâng chú bây hôn sàn có tha mà nét mình mên chỉ câu nó quốc có bất mên bắn tay chất cầm nứt này ca đặt ngon hôn sàn thì nha đi trong hay mà nét đặt ngon hôn đúng rồi thì mưa tư chết đài hay thay đi ca đặt ngon nó bỏ hôn mà nét đi mình tuôn miên tầm nọ sài ở vay môi chun bởi chìa bởi ruột dương tì cứ miên tay tầm nọ sài chắp bởi chìa bởi ruột dương tì cứ miên tầm nọ sài chắp bởi chìa bởi anh ấy cùng dùn khó chú bạp màu rùn nơi khăn ông bà tế khám ai đòi bà đo sức lùm nơi chân trái mùi sàn cử xa chìa bà rốt phải chìa bà liên nè những cái phía rối nó phải chìa bà liên nè ai con tài anh ấy con tài chìa tu rà lệch được cho mà xa lược lạng chứ chìa tu rà lệch đầy kì ai dương đăng thế con tài tu rà lệch bất 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 đăng chìa bà màn liên nè ai thế đại chung chìa dùn màu nơi khăn ông bà tế khám ai chứ dương kết mới đó nè khai cửa phong năng đây sai sắp hạt ta bị chia ruột dùn không sắp nơi của mà không xa ai bình chun sai sắp hạt ta mà ru nơi lưu cô hay nè để cho mơ nó không tức đôi chó nó lại nè tu rô bò chun chết dùn nơi rộp sắp rộp rồi rộp con tu nè
dân mơ tam bần đa khai niên nia nơi rốt nạc rì mù đuôi cả đi đây xăm bật tiên xin cách cao sắp của bốn chân em nha việc bánh chạy mùi mùi hạt ta đạc và chiêu vô rốt viên mùi cổ xa hãy đây bằng màn mơn hạt ta cao sắp của bốn chân em bằng màn mơn hạt ta hay chung hai nịp hay nợ tươi đại viên rùm nơi bằng cao sắp của bốn chân em xu thà nè nà tờ đọc rài ai chôn chết dùn tờ lâu chân tờ bật tê viên chết viên dùng mưa chia sẻ được trong video bằng bóng bị tàn nát ở nhà nè được trong video chia bộ ruột dương miền tây chậm nát sọc tranh bị bứt tay luôn anh mà rõ càng như thế là bứt tay kì đi ai chôn chết dùn cầm phong ta sầm rock mà luôn nơi không bứt tay chết dương nè chúng ta ca công ta cao sấp cùng bốn năm tại đó đây sang một tiền sẽ được cách ai chôn chết dùn nè nơi quê khăn mốc ạ nè na tới đó sai nè đừng có tới anh nói chị hai này phơi sầm rạp chết dương tan vào cái chiếc bột dương mình nôm khnía này dây mình nôm khnía tha mình nôm khnía to ba tí dương túc ai trả nợ nơi hàng cào đi nợ dây bóng ôn cầm sợi bịa thật sợi cào để bia na bờ tây dương bắt màu đó pi bờ tây chết luôn anh tới chia bờ tây chết nè bà người vua là thế bà nè tùm tài nè bọn nhà đứa chạm to ôm đàn nó nhóm nhóm buổi sáng ngon lắm không chắc là được gặp chạm to nên mới tàu có một thầy buồn khai trống không chắc là chạm to là đường mà mưa chặt mà mưa mấy cái tiệc mai dân từ một cái giang mấy cái ba vị tàu buồn một thầy buồn một thầy làm khai trống là chặt ông chặt rồi mà người bỏ lại là năng tính với bọn mấy cái về nhà người tàu buồn một thầy làm khai trống là được cùng tôi lấy về ba hồ chân hai à là bỏ nên về là mấy về thương bà được mai và mai bên ba đây do đây ba chưa nhờ chuyện ba bị vua bây giờ ba vua được ba vua nó mới mai ừ một tay nó mới được cái tôn tao tại này ba là một tay ba vua nó bám nó còn mới chóng đang nó mình đi ba dương dây tôi bị chưa chắc à tại sao tật này đó sa sâu là lúc sau đi đại độc bom quân san bàn ao chuyên chiến vua phơ là lơ tật đây mai nhưng mà phải buôn mà phải làm khát cầu ấy cứ chỉ ca đăng côn rồi bao hôn san đã run lên một tàu ai can làm này hai tàu thứ hai đã chỉ tàu đã run chặt tàu tháp để mai dương chưa anh nạc hai tàu bao kế đây dương đăng ấy để mai dương sắp ngày run đã bị trôi chưa anh nạc hai tàu bao hai sao vậy nha cái đại châu lâu nhỉ à mưa lâu à lâu vậy bài gì chắc ngâm sông xuôn thì mất với cái đại châu ngâm sông xuôn mới thì con sông pin mới vun cái đại bong mờ mờ bài đăng cái đại vun cái châu thì khai chế mới thì con sông pin vậy vun đại chung ấy bong từ đại châu không khai chế được bong bài trong trong đôi ở chỗ ba đại trong đôi ở chỗ ba có à po đầm miên nắng đôi giờ cái đại là đấy Sài Gòn là Sài ấy Sài Gòn nhá này đăng ấy mở trong đại Sài Gòn trong đôi ở chỗ ba đại lại nắng ngâm sông tô trong đôi hiện bỏ sai trong giấy khâu tới đâu cái chê trong năng ạ trong trăm mặt mặt bàn và cho lấy trăm cho lấy trăm giấy tính máu cái đại chưa má ơi ở trăm đại thì bà vẫn năng mà đến đây trăm dương sông lớn rồi xa dương càng nghe nát đại dương trăm cho má dương công gì à lấy trong sông xua thì mới kết bỏ một mai về nghe bon tiệm ít đắng lấy bon đắng thì công tục mình dương vui cái đại vậy cái bon dùng cái đầu mua mà này cái bong đằng ấy bong bên bong đằng ôi này cái mình bong tâm lốt ỏi thằng ấy ăn lốt cái mình ỏi xong này bong này bong biết là nó bong tôi mà bà là mơ cái mình rồi tâm lốt ỏi bà bong cái lại ngày nay lại phơi nhất là lại xa thì là nặng tiếp là mà lại phết xa thì là nặng mà lại anh ấy mà lại à lại cấm bà lại cấm lại phơi rồi chẳng mà nên mà tìm tay mơ mà man mơ mà tay chỉ là bong chỉ là bọn à lấy dương bà trai môi sáu bay dương lục ốc tuổi bà ở nông thôn à lấy nhom xua chặt đại môi con sán tăng ai tăng câu nó không nên chẳng rải hai ba bị quạt mà nó chẳng rải chẳng hai ba bị ta áo chân nó bị ta ai chẳng rải đòi chân đấy bọn bà bị từ na về bà bị từ na bị tê kí từ na chẳng rải đòi nó từ na chẳng rải đòi nó hai mà chồng rồi nó không rải quạt chẳng rải tăng ai tăng câu nó à lấy nó qua tàu chân ai chân vay đo chân vậy đấy ai chân ai chơi toàn cầm on trả tiền âm lịch ấy đấy bọn mình dương mới chơi sai đây sau ngày đang sưu tập nó bây giờ hôn sai tàu chân nó sẽ được cái chân sẽ đong lên này
hôn sai sập ngay chân nó sẽ được cái cầm bông tật lệ cho đời xa hôn sai từ ao nó ngay chân á vật tư chân đang ai khai thế chưa vật tư đang rất cùng niệm pi giả hạ cung on tra chiết đời xa tại hôn sai tư về chẳng rai đo vật tư kia hả ai hôn ai vật tư chân sập ngay cầm bông ta bị chôm nâng bị bắt sẽ được cái dạng thuần thờ hả ngay đó sai đời xa là hôn sai chẳng rai tư ao chân đang ngay chân á anh ta cốt chân ba mình đọ khôn chân vì hôn san thế có thể chân nó rồi liêng sao tại hôn san mình nữa học miên tên aru vì hôn san như mới đó và liêng đời sao tại hôn san đã tự học trường chân nó ngay nè nó ngay bọn thì ba đề gì về đường à đường chân đến nhom lấy nó kia nè nhom lại cứ là lấy cái mưa chín sao rồi nè lấy บ่าเมียนสภาพไอ้บ่าวสภาพบ่าอกุญจันบ่าวสภาพอกุญอกเนี่ยแหน่ญาติมาสนับสนานติบ่าแต่มุ่นนั้นខ្ញុំបានឃើញអាមេរិកឥឡូវគេតាមដានស្របមកណាបងស្ដាប់អសីសេរីហ្នឹងគេឃើញញ៉ែអញ្ចឹងអាមេរិកគេពងចោតប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យចិនហ្នឹងបកើតមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅសមុទ្ររៀមបាទតែម្សិលមិញនេះឃើញនាវាចិនប្រមាណឬមកចោតនៅក្នុងខែរៀមហ្នឹង บ่าบ่แต่บ่งยิงโยมมือตาเวอาจมาปะปอนในประเทศกิจคางในตําบลอาเซียนนั้นบ่บ่าเป็นเช่นเวมาประกาศอําเภอ1แสงวันมวยนะเวมปรีอํานาจของพวกนี้นะบ่าบ่แต่ในอาเซียนนั้นในอาเซียนนั้นคือគេอาจมีบรรดาไอ้เช่นมาประกาศมูลทางของกรอบในสมุทรเรียมเตในอาเซียนนั้นมีแต่ประเทศขมายอยู่นะบ่แต่ឥឡូវนั้นเนี่ยกระทรวงภายนั้นอเมริกาตามบ้าน ច្បាស់បាទតើយើងទៅមុខទៅប្រទេសខ្មែរយើងអាចរងគ្រោះដោយរយៈ3 ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេបាទខ្មែរយើងវារងគ្រោះរយៈចិនដែរក្នុងរយៈ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅក្នុងខ្មែរពតហ្នឹងបាទបាទបន្តឥឡូវនេះចិនមកហ៊ុនសែននឹងចុះកិច្ចសន្យាអីសម្ងាត់ឲ្យជាមួយចិនបន្តឲ្យចិនមកកើតមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងនៅសមុទ្រទីហ្នឹងតើតសមុទ្រប្រទេសខ្មែរយើងគ្រោះថ្នាក់នឹងចិនហ្នឹងបងមើលបង គឺបើយើងគិតមើលទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខប្រសិនបាទរបបដឹកនាំហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តប្រទេសយើងនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់នឹងជួបហានិភ័យដោយសារចិនយួនណាតាមពិតទៅចិនយួននេះកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់នេះនៅតំបន់សមុទ្រវាថាសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ចិនណា តែយួនវាចង់គ្រប់គ្រងនៅសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ចិននឹងអញ្ចឹងមានតែចិនសំណុំពរឲ្យហ៊ុនសែនយកសមុទ្ររៀមនេះបង្កើតជាលេណដ្ឋានទ័ពរបស់វាដើម្បីទប់ទប់ជើងការពារយួនមិនឲ្យយួនរំលោភដែនទឹករបស់ជនណាអញ្ចឹងអានិភ័យប្រទេសយើងទី 1 យួនបានយកប្រទេសកម្ពុជាជាឈ្នួន សម្រាប់ទុកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជនជាតិចិនណាអានឹងវាអាចហានិភ័យពីថាដើម្បីដល់តម្រៃជួលគ្នាអត់មានងាប់ស្អីងាប់សមុយចង្អានឹងហើយដែលជាអ្នកងាប់ណាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះព្រោះតែសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនទៅថ្ងៃអនាគតណាយើងចាំមើលទៅបន្តទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានទុះទាយថានៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំណាទេ តែប្រសិនបើរបបដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅតែបន្តប្រទេសយើងនឹងអាចធ្លាក់ខ្លួននឹងមានសង្គ្រាមដោយសារអ្នកជិតខាងណាយកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាឈ្នន់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយហានិភ័យគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងប្រទេសគេអត់មានបញ្ហាមិនមែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេទេដូចជាចិន ចិនមានស្អីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេគឺមានតែទាហានហ្នឹងទាហានគេយកមកដើម្បីការពារកុំឲ្យជួនរំលោភដែនដីឬក៏ដែនទឹករបស់គេណាទីសុំប្រទេសខ្មែរគេប្រទេសខ្មែរយើងយកកោះរៀងធ្វើជាកន្លែងលេណដ្ឋានតបជើងទឹករបស់គេហើយថ្មីថ្មីនេះវាបានបញ្ជូនកប៉ាល់របស់វាមកចំនួន ប្រមាណគ្រឿង2-3 គ្រឿងណាអាហ្នឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ យូន មិនឲ្យរំលោភ ដែនទឹករបស់គេ
ហើយនេះភ័យប្រជាគឺខ្មែរខ្មែរជាអ្នកទទួលថ្មបាក់ពីប្រទេសជិតខាងយើង lớn tới đây máy cho bờ tây máy thôi chỉ liên là than sầm rạp thôi chỉ sầm mờ phum vay đầm đào kia anh đang chăng hay là nát cốt dương mình hiện chút tí đi rồi dương mình cù khong cù cà cái đây còn là dương chuẩn bị prap chưa bớt ở trăm mờ từ ngõ kia ta thấy là nát cốt bị tơ bài bằng ngọn bà bà bỏ tụt ra bụng chân bàn ăn chỉ bài bọc bài lo là ngày là cuộc tư tiệc mai dương nắng dương ban sòng cắt đuôi hơi là trong ngày chấm non là bay chúng ta bấm bay khai một cây ngày nắng chân và tiệc mai dương ba bình về trong tới bình minh năm kia chơi chơi châu bạc mai dương ở slap ở xa chân vua đang chơi châu làm sao tập vật mà hơi bình minh là sắc kỳ đang thế chơi châu ba từ đó nhà đồng cuối rồi một cuộc mai ba bắt từ đấy bắt từ đấy mai bà chân bắt tiệc mai với những anh miền bà là tiệc máy rồi cô lại chân vua nó một việc chân châu rồi lọ khâu nâng lên trong bắt tiệc mai với nó bà bàn tay mai với slap bắt tiệc kiệt thành hơi còn tập bắt kiệt ờ chân trong trong nghề đã sùng nua trong nơi cái này mỗi anh đi qua làm miền đi qua làm miền mình vô play ca thế bàn tay dừng vô mà ai mò chơi chơi chúng mình chơi đây đặt bà tại khi tha hôn xa nó là không làm gì quan hệ thầy buồn nó quan thà quan ông nai những cái miền này tha rồi quan sập nó không làm gì quan hệ thầy buồn nó còn mình đang lấy bằng quan là cái bờ kia tha ông nai vậy nó không làm gì quan hệ thầy buồn mình đang khai là thế rồi môi cái ai đăng khi chụp ngư mà hà đi chẳng bà về để hôn xa còn cả mà hà đi cũng để làm hỏi quan là định về thằng bố nó bà ta bong ai về đăng đường đại hôn sai và cái mà hà ri rưu mui cái đăng đồng đăng thà hôn sai đăng quạt ai ở nai rưu mui chạy tôn đăng ngày mà hà ri cũng về đo không nọ đấy bong làm đi quan thầy của nó bong ai đăng ai bảo vật địa đấy bà là đi con là thầy những quan miền ở chỗ bạc lời ca thế bàn tay dừng vô mờ à câu ngày ở ngày nó bị sập vô bài ta hơi giờ bị kêu rồi mà ta nơi lời cha anh ta đã kết được cái lệnh lệnh cái lệnh trong sổ là ở câu như thế này bà mưa bò ai chửi bò vài lại tách nó bò anh ấy bây giờ này dương thì dây rồi chỉ là cái nạn tu tơi tơi dương mình mới thì dây không là cái nạn chiêu bàn chiêu bàn nhà tập tây thì hay dương có mình mới thì dây làm bay bon son ở nhà tập tây sao này má nâng ngày tam phết hôm nay chỉ là hôn san là năm pi pon mà phải bay mà phải buôn mà phải làm dạng du hôn san là bắt bon hôm nay tại đây đói xa tại sẽ được cách việc lựa chỗ đó của một sơn chứng ạ ba nhà hai là không có tây dương được ai can láng đói xa tại cái nạn bạc về chi chuyên nghe con rằng rằng ai rơi bom ra chỉ biết một tray đây chả cả và lấy bay âm thể hiền nè nơi bên nát đại cốt bẩm pin ca nghe hai cốt ở miền bắc bị vót su thật cốt su không có nát tiền chắc là hôm nay là bao nhiêu nên bằng chóp trăm năng ngay dân công thì dây từ đó ca phát quân ở rừng ở dụ chỉ vượt quân chẳng bàn thà bà sân thì dương thì dây đó ca phát quân ở dụ chỉ vượt bà sân đây thà bà mạt tiệm bà lấy thà bà mạt tiệm ca bà mạt ở dụ chỉ vượt kê dương có bạp đài là sai dương bà mạt đòi chết na cái đây đòi chết na cái đây nên vì đường miên bằng nhà đo luôn dương đây nhé dương công bẩm mát nữa dù chỉ vượt cột con tay ca ở hôm nay cứ ở đây xa và bóp đập non đây mà nay đi qua thành chấp xã bị ca bao đo một tay đi cho ca và lý phê âm thể hiện cru bằng rin anh ấy về việc đẹp tô này ra tập ba thông này bỏ hả lắm bây giờ bảo vệ tình tiết dụng và thông tiết anh đang về ọt miền
ອັນນີ້ຈິດຢູ່ບາບເສດຖະກິດອັນນັ້ນເວອາຢ່າໃບບັກໃສ່ຂອງເວອາຢ່າມີລຸຍບາບປະໄທຄູເວບອກໃຫ້ຫມົກເວອາຈອງເວອາຢູ່ບາບເສດຖະກິດນັ້ນອັນນັ້ນຂອງການນິຍົມດາສຳນວນນີ້ຍົມບໍ່ແມ່ນແຕ່ແມ່ງຽຍເຕບາງຄົນມັນເລືອກຖ້າຫຼືຫມួយກໍປາປອນນັ້ນບາເປອັນນີ້ຍິງໆໃຫຍ່ປັດໃຫ້ຍັງມັນຕະແມ່ງຽຍກໍມັນແຕ່ຄົນໃສ່ກໍມີຄືມະຫາລິຈັກຄອງແມ່ນແຫຼະບໍ່ມື
ហើយគាត់ក៏ថារីកចិត្តខ្លងមែនបងមើលសូមបងបញ្ជាក់ក្នុងទីបើតាមគាត់គាត់ដែលយើងដឹងព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការចេញពីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលប្រចាំតកូលរបស់គាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងនៅសង្ហបុរីហ្នឹងណាគេថាគាត់មានជំងឺនឹងមែនគឺជំងឺមហារីកឃូចឹងខ្លងហ៊ុនសែនគាត់មានជំងឺមហារីកឃូចឹងខ្លង ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចព្យាបាលជាណាហើយហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគាត់រស់រៀនមានជីវិតដល់សពថ្ងៃដោយសារការចាក់ថ្នាំពន្យាពន្យាអាយុណាគេថាថ្នាំពន្យានេះគឺយូនជាអ្នកចាក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងសពថ្ងៃបើសិនតែគាត់មិនចាក់ថ្នាំពន្យាទេហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់អាយុជីវិតតែឲ្យថ្នាំពន្យានេះ មួយមិជុលគេចាក់ពញាបាន2-3 ឆ្នាំទៅ4 ឆ្នាំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ3 ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហើយបងជំនីដឹងណាហ៊ុនសែនសពថ្ងៃហេតុអ្វីគាត់និយាយមិនដឹងខុសត្រូវដោយសារអីដោយសារគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រភេទហូរីអ៊ីនណាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានគាត់និយាយភាសាមកអសុរសណាគាត់និយាយភាសាមកប្រាថាព្រះភាសាហឹងសា បាញ់បោះកាប់សម្លាប់ដោយសារអីដោយសារគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងដើម្បីបំបាត់ការចុកចាប់ជំងឺរលាកឃូឆ្អឹងរបស់គាត់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគាត់ប្រើហ្នឹងគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតាមដានយើងសង្កេតទៅពេលណាដែលគាត់ចុះទៅកន្លែងណាចុះទៅសម្ពោធចុះទៅចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតណាយើង ដែលលឺភាសាហ៊ុនសែននិយាយពីរូបភាសាហ៎បងឥឡូវខ្ញុំសូមចាត់តិចខ្ញុំសូមកាត់ថាហ៊ុនសែនគាត់ជាខ្មែរដែរហើយនៅក្នុងការគាត់កើតជំងឺហាមហារីកឃូឆ្អឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរហ្នឹងយើងបន់គាត់ឲ្យគាត់អាយុវែងឬមួយឲ្យគាត់ហាត់ទៅមកបងមើលក្នុងនាមបងជាខ្មែរអាហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ណាយើងឧទាហរណ៍ដាក់ថ្ងៃយើងនៅនេះហ្នឹងហ្នឹងបងជំនីខ្ញុំសូមកាត់ថាអត់ទេអានេះ ខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់កັບសារបងជំនាញអីទេអញ្ជើញទាំងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនៈជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាបាទជាអ្នកមានព្រំវិហារធម៌4មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាជាអ្នករក្សានៅសីល5ណាជាប់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយដល់ភាសាបែបអន់នៅគេស្លាប់អញ្ចឹងវាអសិលធម៌ណាអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងកុំកុំកុំការពារណា បាទអានេះយើងមិនមែនទេយើងចង់និយាយពីរឿងដែលយើងអានេះគាត់យើងគាត់ខ្ញុំយកមកដាក់សំណួរទេខ្ញុំមិនទៅប៉ុនឯគាត់ងាប់ទេបាទខ្ញុំអត់មានទៅនៅក្នុងឃ្លីបខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៅគ្នានេះទៅជាបាទអីឲ្យនេះងាប់អត់ទេនៅក្នុងការដែលខ្ញុំរិះគន់កែតម្រូវអីយ៉ាងណាបាទបានតែបាទពេលខ្មែរយើងបាទពេលហ៊ុនសែនគាត់ទៅលឿនខ្មែរយើងគាត់ទុកបាទបាទហ៊ុនសែនទៅលឿនគាត់ទឹកអានេះយើងនិយាយការពិតយើងមិននិយាយ បាទហ៊ុននៅក្នុងទួកណាប៉ាប្រជាជនរបស់ថ្ងៃបងឯងមើលឃើញហ៊ុនសែនគាត់បោះឆ្នោតរួចមិនទាន់ដល់ម៉ោងល្ងាចរាប់លឹកឆ្នោតទួបួនប្រគំសែនគាត់ប្រកាសទីអំណាចគាត់ប្លន់អំណាចនៅក្នុងបកនឹងបាត់អីបាទតែអញ្ចឹងវាអត់ទេខ្ញុំសូមកំសាន្តតិចសូមកំសាន្តតិចចឹងសូមកំសាន្តបងជំនាញឯងដោយសារខ្ញុំជាអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុក ខ្ញុំដឹងពីទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោយនៃការបោះឆ្នោតទី1នៅក្រោយនៃការប្រសិននៅថ្ងៃណាមួយដែលគាត់ត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រកាសទូទៅទូទាំងប្រទេសថាគាត់នឹងធ្វើពិធីជប់លៀង3ថ្ងៃអបអរសាទរនៃការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានគាត់និយាយចឹងហ្មង
ហើយគាត់មិនមែនបនហើយគាត់មិនមែនអានិយាយដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាដែលគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតណាពីលោកនេះទៅលោកខាងមុខគាត់នឹងធ្វើវិធីជប់លៀងរយៈកាល 3 ថ្ងៃបាទបាទមកអរគុណច្រើនអានេះនៅក្នុងនាមតែប្រជារដ្ឋខ្មែរគាត់ធ្លាប់គាត់តែបលេងអាសាតែបលេងខ្ញុំក៏ងាយដែរដូចជាបងចាត់បានលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងក៏គេថាដែរបើវាហ៊ុនសែនក៏ទៅទឹកដើមគាត់ទៅខ្មែរយើងគាត់ទុកណាបាទតាមបើពីយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់យើងបន់ឲ្យហ៊ុនសែនអាយុវែងល្អដើម្បីយើង ក្នុងយកគាត់ទៅកាត់ទោសដោយលោកតានួនជាគឺសុផនណាបាទហើយនេះបានអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងចង់ដឹងថាអំណាចហ៊ុនសែនគឺបានមកពីណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងយើងអាចបានទៅបោះឆ្នោតលើកប្រតពតអាចបានទៅស្ទួយគាត់អីប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើហ៊ុនសែនបានអំណាចពីណាហើយគាត់បានអំណាចហេតុអីបានមកបំផ្លាញខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរកាត់ទឹកដីឲ្យយួនដល់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបានសាក់សីរស់ ឬមួយគាត់អស់អំណាចទៅគេយកកាត់ទៅទីតានោះជាគៀវសុផនណាហ៊ុនសែនទៀតគាត់ទីវាត្រូវតែកាត់បើវាខ្មែរយើងអាបេអានៅក្នុងឆ្នាំអាបេខែអាបេឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះយើងកាត់អត់តន់ចេញទេវានៅវានឹកយ៉ាងនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបើហ៊ុនសែនអស់វាអំណាចតឡាការអន្តរជាតិគេកាត់ទៅហ៊ុនសែនតែអាហ្នឹងរកឃើញហើយ3លានហ្នឹងវានៅណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្លាប់ពីអាសម័យក 5 ហ្នឹងឃើញទេបង បាទសម័យក 5 ហ្នឹងមកសម័យរដ្ឋបហាមកសម័យពេញគ្រឿងយើងបានអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនណារាប់ម៉ឺនចូលសែនចូលលានអានៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយហ្នឹងក្នុងខយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនអាយុវែងដើម្បីគាត់អស់អំណាចទៅយកគាត់ទៅកាត់ទោសបើពីខ្មែរយើងស្លាប់បាទខ្មែរយើងស្លាប់ដល់3-4លានហើយយើងអត់ទាន់រកដំណោះដោះស្រាយអត់ទាន់រកឃើញតែនារណាអ្នកសម្លាប់យើងពិតប្រាកដណា បងអានឹងតាមគំនិតដែលយោបល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាមើលបើយោបល់ចិត្តអីគិតមិនដែរបងមើលបើតាមច្បាប់ហ៊ុនសែនដោយសារគាត់នៅក្រៅអំណាចដោយសារអីដោយសារគាត់ខ្លាចតុលាការ ICC ក៏ហៅគាត់នៅពេលណាដែលគាត់អស់ពីអំណាចអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះគាត់ខំជ្រើញជើងណាកាន់កាប់អំណាចហើយគាត់ឲ្យមន្ត្រី ដែលអាយុប្រហាក់ប្រហែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ដូចលោកទៀបាញ់ម៉ែនសំអនសៃឈុំសខេងឃើញទេឃើញគាត់ឲ្យមន្ត្រីទាំងហ្នឹងចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែគាត់ចុះពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មកធ្វើការជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាទី2ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញណាត្រូវនឹងហើយដែលគាត់ជ្រើញ ជ្រើញកាន់អំណាចដើម្បីកុំឲ្យគាត់អស់អំណាចតឡាការ ICC នឹងមានសិទ្ធិកោះហៅគាត់ទៅកាត់ទោស ICC នឹងរងចាំនៅពេលណាដែលគាត់អស់អំណាចកោះចេញដីកាកោះហៅគាត់ឬក៏ចេញដីកាតាមចាប់គាត់យកទៅកាត់ទោសនៅតឡាការអន្តរជាតិ ICC បាទត្រង់នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគាត់ភ័យព្រួយណាស់គាត់ភ័យព្រួយទី1 គាត់ភ័យព្រួយនឹងការបាត់បង់អំណាចគាត់ភ័យព្រួយនឹងការតឡាការ ICC ក៏ហៅគាត់ទៅកាត់ទោសអញ្ចឹងគាត់សពថ្ងៃគាត់ខំជ្រើញជើងគាត់មាន2ប៉ុន្តែគាត់អាចជ្រើញជា 8 ទឹសដើម្បីទប់អំណាចគាត់ឲ្យនៅគង់វងបានយូរនៅថ្ងៃណាដែលគាត់អស់អំណាចតឡាការ ICC នឹងហៅនឹងកោះហៅនឹងចេញដីកាតាមចាប់គាត់ ទៅកាត់ទោសបាទខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំមានជំនឿអាចបងដឹងណាបងអញ្ចឹងបានតែនៅក្នុងការរិះគន់ហេតុអីបានយើងបន់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងអាយុវែងបាទខ្មែរយើងវាស្លាប់ច្រើននៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនបើទីជាតិអលីរិះសាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកាត់កោះផ្លោះឲ្យយួនបាទដល់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចុងក្រោយចង់ឲ្យហ៊ុនសែនឡើងកញ្ចក់សេះនៅតុលាការអន្តរជាតិណា
បាទបាទពេលប្រតិកម្មអាលីរបស់ហ៊ុនសែនខ្មែរស្លាប់រាប់លានអ្នកក៏ដោយសារហ៊ុនសែនទឹកដីបាត់ក៏ដោយសារហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើការបំរើអាណាហេតុអីបានសម្លាប់ប្រតិកម្មសម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងវាចង់ឲ្យបានកាត់ទោសអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងដូចមិនចិត្តគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាជាអត់ទេហ៊ុនសែនហ្នឹងវាអត់មានអីថិតទេនៅលើលោកអ្នកអំណាចទេបាទវាមានថ្ងៃទី បាទអាហ្នឹងនៅក្នុងការដែលដូចសព្វថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនតាំងថ្ងៃមានអីនយោបាយស្លាប់អន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ឬប្រទូទឹកជ្រោកនឹងទៅសម្បត្តិចិនចិនហ្នឹងក៏ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៀតបាទចិនហ្នឹងក៏មិនអាចជួយហ៊ុនសែនបានទៀតអញ្ចឹងបបោខ្មែរយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នារបបនេះវាគ្មានអីថាថាទេអញ្ចឹងឯងពីខ្ញុំបាទចន់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចិត្តមានចង់ឲ្យប្រថែមហ្នឹងចិត្តឯងក៏
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រកាសអនាគតព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមចូលរួមនយោបាយទាំងអស់គ្នាសូមចាប់ដៃគ្នាជាពិសេសនយោបាយគណៈបកទាំងពីរដែលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលដូចជាគណៈបកភ្លើងទីន គណៈបកកម្លាំងជាតិមេត្តាចាប់ដៃគ្នាមេត្តាចែកការងារគ្នាធ្វើណាកុំឆ្លោះគ្នាណាកុំវាយប្រហារគ្នាបើសិនតែយើងឆ្លោះគ្នាយើងវាយប្រហារគ្នាធ្វើឲ្យសត្រូវគេមើងងាយដល់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែចែកបែងចែកការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដោយសារអីដោយសារយើងបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយណាកុំដឹកនាំបែបជួនផ្ដាច់ការស្រុកថ្ងៃណាមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកអ្នកនៅក្រៅស្រុកទេត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំឡើយនៅពេលណាគាត់តែគេបដិលការងារអីបន្តិចឲ្យកាន់ចាប់ដើមវាយរឹកខែងរែង មើលតែឯងស្មើសំណាក់ស្មើអភិបាលក្រុងបានទៅហើយណាការបិទបាំងព័ត៌មានជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីអញ្ចឹងព័ត៌មានយើងត្រូវតែចែករំលែកឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំណាយើងមិនត្រូវមើលអ្នកនៅខាងក្រោមពីចុងជើងដល់ក្បាលពីក្បាលដល់ចុងជើងទេណាអានេះជាការសំណុំពររបស់ខ្ញុំ ទៀងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទៀងអ្នកនៅក្រៅស្រុកត្រូវចេះចែករំលែកការងារឲ្យគ្នាត្រូវចេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាកុំអង្គតែយើងចេះយើងអត់ចេះដឹកនាំគ្នាចូលធ្វើការមិនចេះចែកបទពិសោធន៍ឲ្យអ្នកដែលមិនមានសមត្ថភាពស្មើយើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអន់ជាងយើងបែរជាយើងបិទសិទ្ធគាត់មិនឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការងារអានេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកវិជាធិបតីទេ ណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនដាក់បន្ទុកលើបងប្អូនណាទេណាយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិជាធិបតីយើងចេះចែករំលែកការងារគ្នាយើងចេះចែករំលែកបទពិសោធន៍យើងមិនត្រូវថាអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពចុះទៅនេះអ្នកណាដែលមិនមានសមត្ថភាពឲ្យអ្នកឯងនៅមកឡើយអានេះមិនមែនជាវប្បធម៌ចែករំលែកទេ ណាជាវប្បធម៌ផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសដូចរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃ